Xin chào anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trèo Do Công Nghệ 88 Studio Từ xưa nay, những cái dòng laptop gaming luôn là những cái dòng máy tính bán rất là chạy Bởi vì em nó có quyền rất là mạnh, đủ sức cho ông ta có thể học tập, làm việc và giải trí Không cần phải lo nghĩ Và xin thưa với công là trông nó cũng đẹp đi, nhìn này mà không mê thì hơi lạ đấy Nhưng mà đa số chúng ta lại thường hay muốn là laptop gaming nó phải ngon bổ rẻ cơ nghe dăm ba những cái ông review trên mạng bảo là laptop gaming giá rẻ cho game nào cũng bượt là chết đấy thế thì đâu sẽ là những yếu tố chúng ta cần phải lưu ý khi đi mua cho mình một chiếc laptop gaming giá rẻ các bạn hãy cùng đi vào theo dõi nhé Bình thường để cho chúng ta đi mua một chiếc laptop gaming dù là hàng cũ hay là hàng mới thì cái tầm tiền từ 18 triệu cho tới hơn 20 triệu luôn là khoảng giá rất là tốt chúng ta có thể lựa chọn. Bởi vì ở trong cái tầm tiền này các bạn sẽ có rất là nhiều những cái hãng máy tính họ cạnh tranh với nhau cho nên là máy tính sẽ rất là ngon. Và đây cũng sẽ là một cái tầm tiền mà nó mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game ngon ở cái mức tối thiểu nhất có thể. Và tất nhiên rồi, máy càng đắt thì máy càng đẹp, vỏ càng xịn và cấu hình cũng sẽ càng cao. Nhưng mà với một cái mức tiền mà dưới 15 triệu thì thường chúng ta sẽ rất là khó để có cho mình những cái chiếc máy tính gaming như này. À, trừ khi là các bạn đi mua hàng cũ. À, nếu các bạn ok với việc là đi mua cho mình một chiếc máy tính hàng cũ, hàng lướt, hàng refurbished, hàng xả kho, hàng xả gì gì đấy thì uh, cái câu chuyện mua máy tính cũ ấy, thì nó sẽ chỉ là một cái vấn đề là các bạn đi mua máy ở đâu và xe máy như nào mà thôi và theo như cái kinh nghiệm của mình thì các bạn nên hạn chế đi mua cho mình những cái dòng máy tính mà nó quá tầm khoảng là hai ba năm tuổi bởi vì dù sao thì uh, máy tính gaming hay là máy tính nào chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cần phải đảm bảo hai yếu tố đó chính là về cái độ bền cũng như là về hiệu năng nếu như một chiếc máy tính gaming mà nó quá cũ thì chắc chắn rồi nó sẽ không có được hai yếu tố đó đúng nha và để nói về những chiếc laptop gaming cũ trong tầm tiền dưới 15 triệu thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình những cái dòng máy tính như là uh, Aspire 7 này, Nitro 5 này, Asus Tube này, MSI Bravo 15 này hay thậm chí là cả những cái dòng iPad Gaming 3 của đời năm ngoái năm kia là đều ok. À, chứ còn để các bạn đi mua những cái dòng máy tính mà nó cao cấp hẳn như là Asus ROG này, Alienware, thậm chí là cả Razer ấy thì chúng ta sẽ cần phải xem xét cho thật kỹ nhá. Bởi vì những cái dòng máy tính này nó không có một cái lý do gì mà lại có một cái mức giá nó rẻ bằng 1 phần 3, 1 phần 4 như vậy. Chắc chắn là nó sẽ phải có một cái vấn đề gì đó. Các bạn sẽ kiểm tra xem là uh, cấu hình nó bị cũ quá hay không này, hình thức nó ra làm sao này nó có bị vấn đề gì hay không và với những cái dòng máy tính này thì uh, sửa chữa động đắt nữa cho nên là nếu các bạn đã xác định đi mua cho mình một chiếc máy tính gaming giá rẻ để dùng ổn định ấy thì cứ mua cho mình những cái dòng máy tính gaming tầm trung, dòng phổ thông ở từ năm ngoái năm kia là dùng sẽ rất là ok Thế thì cái cấu hình nó sẽ như nào là ổn trong một chiếc game gaming của năm hồi ba, à, Cho dù là máy tính giá rẻ hay là giá đắt ấy, thì cấu hình của nó cũng sẽ là một yếu tố rất quan trọng Nó ảnh hưởng tới cái việc chơi game của chúng ta Cho nên là tới năm nay thì các bạn vẫn sẽ phải mua cho mình những cái dòng máy tính mà nó có con chip từ 4 đến 8 luồng trở lên này RAM thì bây giờ nên là 16 GB, bởi vì dù sao thì 8 GB RAM nó không còn đủ sức để chúng ta có thể làm việc nặng cũng ở chơi game nữa rồi. Và với phần cả đoạn rồi thì theo như quan điểm của mình và nhiều anh em ấy, đúng là càng mạnh thì càng tốt đúng không? Nhưng mà với một cái mức tiền dưới 15 triệu Thì chúng ta sẽ chỉ có cho mình những cái dòng cạc mà nó phổ thông như là uh, MX450, GTX1650 hay thậm chí là GTX1650Ti mà thôi có thể tầm khoảng là một hai tháng tới chúng ta sẽ có cho mình những cái dòng cạc Rotic 3050 chẳng hạn cũng khá là ngon đúng không? Tuy rằng đây đều là những cái dòng cạc mà nó hết sức là phổ thông nhưng mà nó cũng đủ sức cho ông ta chơi được tầm khoảng là 80% những cái tựa game ở trên Steam rồi nên là các bạn không cần phải quá lo lắng à, những cái tựa game mà online quốc dân như là LoL, L, Valorant, CS:GO, PUBG những cái tựa game như kiểu Dota 2 chẳng hạn thậm chí là tất cả những cái tựa game online mới ra sau này ấy, thì yên tâm là kiểu gì những cái dòng cạc này nó cũng sẽ chơi được và cũng sẽ được nhà phát triển game họ hỗ trợ rất là lâu dài còn với những bạn nào chúng ta đi học hoặc đi làm thì cũng vậy. Đây đều là những cái cấu hình tối thiểu để chúng ta có thể sử dụng được với những cái bộ công cụ đồ họa Adobe này. Các bạn có thể sử dụng với những cái đồ họa kỹ thuật như là 3ds Max này, Maya, Render Vray Corona với những bạn nào chúng ta theo ngành kiến trúc này, hoặc thậm chí là các bạn có thể lập trình uh, trên những cái mô đối AI rất là cơ bản với những bạn nào chúng ta theo ngành IT chẳng hạn. Đó. À, chẳng qua là các bạn không có được cho mình một cái trải nghiệm mà nó mượt mà, nó đã nhất mà thôi. Tuy nhiên thì mình thấy đây đều là những cái trải nghiệm chúng ta có thể sử dụng được để học tập cũng như là việc kiếm tiền được. Thế thì còn cái việc chúng ta đi mua một chiếc laptop mới để cho nhu cầu làm việc nặng cũng như chơi game mà nó dưới 15 triệu thì sao? Thì nó cũng sẽ có vấn đề riêng của nó bởi vì 15 triệu nó chỉ được có thế thôi. Thứ nhất là dưới 15 triệu chúng ta sẽ không có cho mình những chiếc máy tính mới gọi là Mac Gaming. Nếu như anh em nào chúng ta muốn có một chiếc máy tính mà trong nó phải sang xịn mịn để khoe anh em khoe bạn bè thì tầm tiền 15 triệu thì thường đa số là sẽ không có đâu ở thiết kế em nó sẽ khá là văn phòng cái thứ hai là các bạn sẽ không có cho mình những cái trang bị chuẩn sáng xịn mịn kiểu gaming minh như là màn hình tần số quét cao chuẩn màu này bàn phím led rgb này những cái trang bị những cái phần mềm tính năng đi kèm là các bạn sẽ không có và cái thứ ba đó chính là những cái mẫu máy tính mà nó dưới 15 triệu thường nó sẽ không có được những cái trang bị tản nhiệt hai quạt bốn khe gió sang xịn mịn bằng những ông kia minh này À, ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng tới các trải nghiệm sử dụng cũng như chơi game của chúng ta và thêm một cái vấn đề nữa đó chính là à, thường đa số những cái dòng máy tính mà dưới 15 triệu ấy thì nó không được thiết kế để cho nhu cầu gaming cho nên là đa số những cái dòng máy tính này nó sẽ được trang bị những cái dòng chip U hoặc là những cái dòng chip P nó cũng có nhiều nhân nhiều luồng nhưng mà công suất nó sẽ thấp hơn so với những cái dòng chip H có trên những cái dòng máy tính gaming cả đọa rồi thường là không có hoặc là nếu có thì đều là những cái dòng cạc mà nó cắt giảm ra bộ nhớ hoặc là bị bóc công suất xuống để chúng ta có được cho mình một cái máy tính mà nó mát hơn và nó mỏng nhẹ hơn và thời lượng pin nó lâu hơn thế nên là từ trước đến nay những cái dòng laptop mà nó dưới 15 triệu ấy à, hay được sử dụng để cho nhu cầu học tập và làm việc là chính chứ ít khi được sử dụng để làm các tác vụ nặng cũng như là giải trí chơi game nếu như mà anh em bất đắc dĩ vẫn phải chọn cho mình một chiếc máy tính mới ở cái tầm tiền này thì các bạn có thể lựa chọn qua một số những cái dòng máy tính như là những cái dòng Acer Aspire 3 này Acer Aspire 5 này Acer VivoBook dòng A này dòng X này ở à, Lenovo thì sẽ có những cái dòng như là iPad 3 này, iPad 5 này, à, những cái dòng à, V14, V15 và MSI thì có những cái dòng như là MSI Modern Thì đây sẽ là những cái dòng máy tính nó sẽ có trong ta những cái cấu hình nó khá là ổn Và cả hóa họa onboard nó có thể đủ cho chúng ta có thể chơi game chống cháy được Và cái vấn đề cuối cùng ấy đó chính là 15 triệu các bạn chỉ cần thêm cho mình một hai triệu nữa thôi các bạn sẽ có ngay cho mình một cái máy tính mới tinh dùng nó vừa sang vừa sướng vừa xịn thì tội gì phải ngắm những con máy tính dưới 15 triệu nữa đúng không anh em? Cho nên ừ. là để kết luận lại về video của mình ấy thì có rẻ thì không có ngon mà có ngon thì không có rẻ mà vừa rẻ vừa ngon thì chỉ thỉnh thoảng có trên 88 Studio mà thôi. Nên là các bạn muốn cập nhật những cái thông tin mới nhất về laptop cũng như là công nghệ nói chung ấy thì hãy sống subscribe và comment phía dưới ủng hộ mình nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn anh em. Bye bye.